Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại tận 12 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Custom Clip 3D. Start game. Let's go. Level up. Thank you.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Traffic Reader. Let's go. Ok. Đường này thì các bạn đâm cái là các bạn phải trở lại được rồi. Phần này là phần các bạn lấy tốt xem được bao nhiêu điểm. Rất là đông xe luôn. Lắc bên này nào. Oh man, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Custom 3D. Start game. Get ready. Thank you.
Let's go. Get ready. My God. Wow. Còn này bay tiếp. Whoa, whoa, whoa. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. CSR Racing 2. Đây là một tựa game 3D rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Và xe rất là đẹp. Let's go. Go, go. Về tiền để mua một con xe VIP hơn và sau đó nâng cấp cho xe của mình thật là ngon. Xe này thì đơn giản thôi, một phát là vượt luôn. Ngon. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Fast 8. Yeah.
Let's go. Map này rất là đẹp luôn. Quạt phết các bạn ạ. Cửa đóng cửa mở. Giờ ok. Cứ đi thẳng thôi. Bắn bổ xuống đây rồi. Wow man. Wow. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Approach the river. Level 1, ok. Sẽ về ngược lại nữa một chút. Vướng chỗ nào đây? Thẳng tắp ấy, rất là đẹp. Mà lại không đi được chỗ nào. Oh my god. Lại rồi, bắt buộc phải lại của này xem. Thank you.
Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Traffic stop. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Đi rồi, driving high, let's go. Các bạn chỉ cần đâm vào một cái gì đó thôi là các bạn thua ngay. Yeah, let's go, point down. Giới hạn có 30 km thôi. Còn khi các bạn qua được giới hạn đó thì các bạn có phi thoải mái thôi. Nếu tốc độ 90-120 đều được hết. Let's go.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Cái này sao nó vẫn chưa cho đua nhỉ? Rồi, mình vẫn phải đua cái này thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Alfred H. Thank you.
So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Đây là một tựa game lái xe buýt cũng rất là hay. Let's go. Bây giờ các bạn phải đỗ ở kia để lấy phát, sau đó thì các bạn mới đi ra ngoài. Lấy khách mới đúng luôn, đúng rồi luôn. Dear passengers, it is the departure time for the vehicle. Please take your seats. Go, go, let's go. Khách nhà vào rồi. Let's get started. Sau đó thì mình drive sẽ safe. Ra ngoài. Đường sẽ ở kia, là đường để thoát ra đâu. Chỗ này không có là đường thoát này, đâm thẳng ở đây. Wow, mình phải đi ở đây xem có mở cái này không. À có mở, ok. Rồi, bắt đầu các bạn đi theo cái đường trục màu đỏ này. Có cả tiếng nhạc nhá, rất là nhiều, đủ thứ luôn. Đó, các bạn có thể lái góc nhìn thứ nhất. Trò này rất là hay luôn các bạn nhé. Đây là một con đường khá là thẳng và khá là dài. Các bạn sẽ chở những hành khách này về quê. Ồ, còn bên này.
Oh my god. Đi theo cái map bản đồ ở BBS trong này. Nếu không thì các bạn có thể xem cam góc nhìn thứ ba. Rất là nhiều góc nhìn thôi. Đó, ok. Ồ, bị trừ mất ít tiền rồi. Đó, các bạn cứ lại đi như ở ngoài đời thật luôn. Khi các bạn nào vượt quá này đỏ một chút là các bạn bị trừ tiền. Rồi, ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.